Xin chào tất cả mọi người, chúng ta quay lại với kênh YouTube của luật sư Thành Nguyễn. Tôi là luật sư Nguyễn Văn Thành, giám đốc công ty luật trách nhiệm hữu hạn Huy Thành của đoàn luật sư thành phố Hà Nội. Kính thưa mọi người, là trong quá trình thực hiện tư vấn pháp luật qua hệ thống tổng đài 1900 6179, chúng tôi đã tiếp nhận được rất nhiều các câu hỏi, các nội dung yêu cầu tư vấn liên quan đến việc là người dân có được xây dựng nhà ở trên đất nông nghiệp hay không. Thưa mọi người, chúng ta cũng biết là hiện nay là tình hình mà người dân lạm dụng xây dựng nhà ở trên đất nông nghiệp ấy là đang diễn ra hết sức phổ biến. Nó là tình trạng chung của tất cả các địa phương, các tỉnh thành trên phạm vi toàn quốc. Và cái việc này nó gây rất nhiều khó khăn trong công tác quản lý trật tự xây dựng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Nó cũng là một cái vấn đề nhức nhối, một cái vấn đề mang tính, nhiều khi là mang tính tiêu cực từ công tác quản lý xây dựng của cơ quan chức năng. Bởi vậy thì tại video này chúng tôi cũng xin phép được thực hiện các nội dung tư vấn liên quan đến việc là người dân có được xây dựng nhà ở trên đất nông nghiệp hay không, để mọi người có thể tham khảo. Kính thưa mọi người, theo quy định tại khoản 1 điều 170 của luật đất đai năm 2013 quy định cụ thể về nghĩa vụ chung của người sử dụng đất như sau: sử dụng đất phải đúng mục đích, đúng ranh giới thửa đất, đúng quy định về sử dụng độ sâu trong lòng đất và chiều cao trên không, bảo vệ các công trình công cộng trong lòng đất và tuân theo các quy định của pháp luật có liên quan. Theo đó thì người sử dụng đất chỉ được phép xây dựng nhà ở trên đất, tức là đất thổ cư. Việc xây dựng trên đất nông nghiệp là hành vi trái quy định của pháp luật và trái quy định của luật đất đai, cũng như là trái với nguyên tắc quản lý đất đai, quản lý trật tự xây dựng của nhà nước. Và kính thưa mọi người, là trong trường hợp mà người dân vi phạm cái việc là xây dựng nhà ở trên đất nông nghiệp ấy, thì theo quy định tại điều 9, điều 10, điều 11 của nghị định 91 năm 2019 thì hành vi tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất ở mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép thì có thể bị xử phạt vi phạm hành chính với mức dao động từ 3 triệu đồng đến 1 tỷ đồng, tùy thuộc vào loại đất, diện tích và phạm vi và diện tích phạm vi đối tượng thực hiện hành vi vi phạm là cá nhân hay là tổ chức. Ngoài ra thì người vi phạm còn bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là buộc phải khắc phục lại tình trạng ban đầu của đất như trước khi vi phạm. Kính thưa mọi người, là như vậy ấy, thì chúng ta có thể khẳng định lại một lần nữa là hành vi xây dựng nhà ở trên đất nông nghiệp là hành vi trái quy định của pháp luật, trái với quy tắc, nguyên tắc quản lý đất đai của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Do vậy ấy, thì trong trường hợp mà cá nhân tổ chức nào mà có đất đang quản lý sử dụng đất nông nghiệp mà có ý định xây dựng các công trình nhà ở trên đất đó thì cần phải thực hiện các cái thủ tục về chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật để có thể xây dựng được công trình trên đất nông nghiệp một cách hợp pháp. Trên đây là các nội dung tư vấn liên quan đến việc người dân có được xây dựng nhà ở trên đất nông nghiệp hay không, để mọi người có thể tham khảo. Trong trường hợp mọi người cần tham vấn, tư vấn các kiến thức pháp thuật liên quan khác thì có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua hệ thống tổng đài 1900 6179 của Luật Sư Thành để được luật sư hỗ trợ một cách cụ thể và tốt nhất. Chúng tôi hy vọng rằng là mọi người có thể ủng hộ, chia sẻ kênh YouTube của Luật Sư Thành Nguyễn bằng việc đăng ký, like và chia sẻ các video, qua đó có thể đưa kênh YouTube của Luật Sư Thành Nguyễn đến với đông đảo người dân hơn, để người dân, cộng đồng có thể được tham vấn các kiến thức pháp luật hoàn toàn miễn phí từ luật sư Thành mọi lúc mọi nơi. Sau cùng chúng tôi xin cảm ơn mọi người rất nhiều.